Clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm phần thân váy. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm phần thân trên của chiếc áo. Đầu tiên thì các bạn lên cho mình 3 mũi bính ạ. 3 mũi bính, 1, 2, 3. Sau đó thì các bạn sẽ đếm 29 mũi đơn. Bắt đầu tính từ đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Và các bạn sẽ dùng kim đánh dấu để đánh dấu cái mũi thứ 29 này ạ. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc lần lượt từ mũi thứ nhất đến mũi thứ 29 bằng mũi móc kép. Sau khi chúng ta móc đủ mũi thứ 29 rồi thì chúng ta sẽ lên tiếp hàng trên để quay ngược lại để móc hàng tiếp theo. Cứ như thế thì các bạn sẽ lên cho mình 14 hàng, tính cả hàng thứ nhất là 14 hàng mũi kép như vậy để làm bạn phần thân trước của chiếc áo. Mình đã móc được xong được 14 hàng. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần chiết cổ. Ở đây thì chúng ta sẽ xoay ngược lại. Sau đó bắt đầu móc nhìn ở bên trong, phía bên trong này thì chúng ta sẽ móc hàng mũi đơn trước. Chúng ta sẽ móc 15 mũi đơn. Bắt đầu tính 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sau đó chúng ta móc một mũi nửa kép. Tiếp theo đến thì sẽ móc còn lại những cái mũi ở đây thì chúng ta sẽ móc bằng mũi kép. Chúng ta phải làm như thế thì bởi vì ở phần cổ này thì sẽ phải thấp hơn. Đây là phía một nửa, chúng ta sẽ chia vào đá thành hai phần, một nửa là phần cổ và một nửa là bên này là phần vai. Phần vai sẽ phải cao hơn ở chỗ phần cổ để cho bé có thể mặc dễ, chui đầu dễ hơn.
Sau chúng ta lật mặt lại, móc tiếp tục mũi chân mũi cao, chân mũi kép thì chúng ta vẫn móc chân mũi kép, nửa kép chúng ta vẫn móc nửa kép, và đơn thì vẫn móc theo chân mũi đơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có 13 mũi kép, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Chúng ta đến đây là chân mũi nửa kép. Và tiếp tục là các chân mũi đơn ạ. Sau khi đã kết thúc hai hàng trên cổ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến phần nẹp thân để tạo khuy. Đối với phần nẹp thì chúng ta sẽ thêm ngay một chân mũi đơn ở phần kết thúc mũi đơn ở hàng cuối cùng. Sau đó móc các chân mũi đơn vào lần lượt các hàng ở đây. Các bạn chú ý là chỉ nên móc một sợi ở các chân mũi đơn ngoài cùng, nếu không thì áo của tại chúng ta sẽ tạo những lỗ hổng lớn, trông áo sẽ rất xấu. Đây ạ. Ta chỉ nên nếm một sợi thôi ạ. Các bạn cứ móc lần lượt cho tới phần hết phần thân váy, rồi sau đó quay ngược lại và để tạo phần khuy của áo. Ở đây thì mình đã móc đến hàng thứ hai của phần nẹp vành, đã đến móc đến phần hết phần thân váy rồi. Đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện các bước trổ cúc. Thì chúng ta sẽ móc đến đây là phần kết thúc của phần thân váy, thì chúng ta sẽ móc thêm 3 mũi đơn nữa, sau đó móc 2 mũi bính, cách đếm 1, 2, móc vào chân mũi thứ 3 một mũi móc đơn. Sau đó các bạn đếm tiếp, đây là chân mũi đơn thứ nhất, các bạn đếm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thì các bạn sẽ móc lên 2 bính nữa để tạo đây. Móc vào chân mũi thứ 3 để tạo một cái hai chiếc cúc thứ hai. Đây là chiếc cúc đầu tiên. Đây là hai chỗ trổ cúc. Chúng ta sẽ làm nốt phần trổ cúc cuối cùng. Đây là chân mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn móc lên hai mũi bính và móc vào chân mũi đầu tiên của phần áo ấy. Để chúng ta đã trổ xong phần cúc. Sau đó các bạn quay ngược lại. Móc vào chân mũi, móc các hàng như bình thường. Đến phần trổ cúc thứ đầu tiên, tính từ trên xuống thì sẽ móc 2 mũi đơn vào trong cái dây xích mà chúng ta đã cách ra. Đây ạ. Chúng ta sẽ được lỗ một cái lỗ trổ cúc như thế này. Các bạn cứ móc lần lượt và các mũi đơn
Đến đây thì chúng ta cũng móc hai chân mũi đơn vào dây xích ở đây. Đây là chúng ta đã đến phần thử cúc cuối cùng. Chúng ta sẽ móc nốt hai chân mũi móc đơn cuối cùng vào dây xích cuối cùng. Và tiếp tục móc đến hết cái phần nẹp này. Đã móc được xong hàng thứ ba. Các bạn quay ngược lại và móc thêm một hàng mũi đơn nữa là chúng ta sẽ kết thúc phần nẹp vành. Đây thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn móc phần thân sau của chiếc váy á, chiếc áo ạ. Ở đây thì đây là phần đánh dấu lúc ban đầu. Chúng ta sẽ tháo ra và đếm chân mũi tiếp theo. Đây là chân mũi đầu tiên của phần thân sau. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm. Chúng ta sẽ lấy 58 mũi ạ. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
Chúng ta sẽ móc móc mũi hàng mũi kép đầu tiên của phần thân sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lên cho mình hai bính, sau đó lấy lên kim tạo hàng mũi đệm, tạo một chân mũi kép đầu tiên, chân mũi kép thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và cứ như thế thì các bạn sẽ móc cho đến chân mũi thứ 5, 8. Rồi chúng ta sẽ quay ngược lại và móc đủ 14 hàng mũi kép giống như phần thân trước chúng ta đã làm lúc nãy. Móc đủ ở đây 14 hàng mũi kép. Sau khi các bạn móc được 14 hàng mũi kép như này thì chúng ta sẽ lên cho mình hai mũi bính. Sau đó móc liên tục 13 mũi kép. 3. Sau đó các bạn móc thêm một mũi nửa kép. Rồi chúng ta móc 30 mũi đơn ở 30 mũi tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Để tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào sau chân mũi thứ 30, móc chân mũi đơn thứ 30. Và những mũi còn lại ở đây thì chúng ta sẽ móc hết mũi kép. Vậy là sau khi móc phần hàng đầu tiên của phần chiết cổ thì mình đã được hình cổ áo như thế này. Các bạn chỉ cần móc một hàng nữa, cũng là hàng cuối cùng, để kết thúc phần thân sau. Chúng ta sẽ làm tương tự như ở hàng đầu tiên, lên hai mũi bính và móc liên tục 13 chân mũi kép. 9 10 11 12 13, và lại một chân mũi nửa kép nữa ở đây. Tiếp tục là 30 mũi đơn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, và lại tiếp tục một mũi móc nửa kép ở đây ạ. Và 13 mũi, ở đây chúng ta sẽ còn 13 mũi kép còn lại. Và chúng ta sẽ thêm một bính nữa và kéo dài sợi len và cắt. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ để phần len thừa dài để chúng ta về sau sẽ khâu ráp lại hai mảnh với nhau. Vậy là mình đã làm xong hai vạt thật phần thân trên. Chúng ta còn thiếu một vạt ở đây nữa, thì các bạn sẽ làm tương tự như cái vạt ở phần trước này. Các bạn cũng sẽ lên 14 hàng mũi kép và chiết cổ như ở đây. Chiết cổ thì chúng ta sẽ có 13 mũi kép, sau đó xen vào là một mũi nửa kép và 15 mũi đơn. Sau đó các bạn cũng sẽ nẹp vành như chúng. Có một điều khác ở đây là chúng ta không chỗ khuy nữa mà chúng ta móc liền luôn, là chúng ta sẽ được 3 vạt ở phần thân trên. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc ống tay áo như thế này. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình 38 mũi bính.
Các bạn lưu ý là chúng ta nên để mũi bính rộng ra một chút để cho ống tay của bé đỡ bị xi lại khi chúng ta bẻ ống tay lên. Sau khi làm được 38 mũi bính như thế này thì chúng ta sẽ vòng vào chân mũi đầu tiên, mũi bính đầu tiên, và lên 3 mũi bính liên tiếp. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi kép vào ngay chân mũi bính đầu tiên như này. Và sau đó thì sẽ móc lần lượt hết cái vòng mũi bính này. À, chúng ta sẽ xong phần mũi hàng móc kép đầu tiên của ống tay áo. Đây là mũi bính cuối cùng của hàng đầu tiên. Các bạn sẽ móc ngay vào chân mũi đầu tiên giữa hàng móc xích và chân mũi kép đầu tiên, lấy lên cho mình một mũi hàng mũi trượt như này. Và chúng ta đã được hàng đầu tiên của ống tay. Các bạn sẽ lên hai bính cho mình, sau đó móc liền vào chân đó một mũi móc kép. Cứ thế tiếp tục thì các bạn sẽ móc cho mình 8 hàng, tính cả hàng thứ hai là 8 hàng mũi kép nữa để làm phần thân là phần ống tay áo. Ở đây thì mình đã làm được 9 hàng mũi kép. Các bạn lên cho mình 2 bính, móc liền 4 mũi kép vào 4 chân. 4 mũi kép. Ở đây thì đến mũi thứ 5 thì mình sẽ cho 2 mũi kép vào 1 chân. Và móc tiếp tục. Ở đây vì chúng ta tay của bé có xu hướng to dần từ dưới lên trên thì chúng ta sẽ cũng tăng như vậy. Cứ móc tiếp mỗi hàng một chân, sau khi tăng một chân hai mũi kép. Các bạn móc hàng mũi kép, cả bạn đều là hàng mũi mũi kép một chân cho đến khi chúng ta còn 5 mũi. 1 2 3 4 5. Các bạn. Đây, ở đây mình đã còn 5 mũi, 1 2 3 4 5. Các bạn lại thêm 2 mũi kép vào một chân ở mũi thứ 5 và móc liên tục 4 mũi kép. Còn lại, vậy là mình đã kết thúc hàng thứ 10. Ở hàng thứ 11 thì chúng ta cũng móc mũi kép như bình thường và chưa tăng. Sau khi kết thúc hàng 11 thì các bạn sẽ móc cho mình 5 hàng tương tự như hàng 11 như thế nữa.
Đây thì mình đã móc xong hàng thứ bảy. Hàng thứ bảy từ tính kể từ phần tăng lên đến 1 2 3 4 5 6 7. Ở đây thì các bạn sẽ tăng lần thứ hai. Cũng như vậy các bạn móc 4 mũi kép và 4 chân. Và đây chúng ta sẽ móc 2 mũi kép và 1 chân thứ 5. Và móc liền cho tới khi còn 5 mũi. Đây mình đã còn 5 chân mũi. 1 2 3 4 5. Các bạn sẽ móc 2 mũi kép và chân thứ 5 cuối cùng. Sau đó móc liền 4 mũi kép còn lại để kết thúc một hàng. Vậy là mình đã xong hàng tăng lần thứ hai. Các bạn sẽ móc lên cho mình 4 hàng mũi kép ở phía trên này nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến, mình sẽ hướng dẫn các bạn phần chiết nách. Là mình đã móc xong hàng thứ 20 của ống tay. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần chiết ống chiết nách. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình 3 mũi bính. Sau đó móc một mũi kép ở đây và móc một mũi chân mũi kép chân bên cạnh. Chúng ta sẽ cho kim luồn qua 3 sợi trên kim và thực hiện mũi thu mũi. Chúng ta sẽ thực hiện một lần nữa. Vậy là mình đã thu được 4 mũi đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ móc liên tục các mũi kép. Các bạn sẽ móc cho tới khi còn 4 mũi cuối cùng, chờ lại 4 mũi cuối cùng. Ở đây mình đã trở lại 4 mũi cuối cùng rồi. Và chúng ta sẽ cũng sẽ thực hiện thu mũi 2 lần.
Như từ đầu tới giờ thì chúng ta sẽ kết thúc hàng bằng việc móc vào cái chân mũi đầu tiên. Nhưng ở đây thì chúng ta thực hiện phần chiết, chúng ta sẽ quay ngược lại mà không móc vào chân mũi đầu tiên nữa. Các bạn sẽ tạo cho mình hai bính. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện thu mũi tiếp. Nhưng ở phần hàng này thì chúng ta chỉ thực hiện một lần phun mũi ở đầu mỗi hàng. Ở đây mình còn hai chân mũi như thế này. Các bạn nhìn thấy đây không phải là chân mũi đâu ạ. Đây chính là cái phần mà mũi bính chúng ta đã làm, nên chúng ta sẽ không tính cái mũi này. Chúng ta chỉ móc hai mũi này đấy. Thực hiện một lần thu mũi tiếp theo. Cũng là lần cuối cùng ở trên hàng này. Tương tự như vậy, chúng ta lật ra ngoài thì chúng ta sẽ thu hai lần mũi. Lật vào bên trong thì chúng ta sẽ chỉ thu một lần mũi. Chúng ta cứ làm tương tự như vậy cho tới khi cái phần này của ống tay trùng với cái phần này của áo, phần viền của áo và phần chiết của ống tay, hai phần đó dài bằng nhau thì chúng ta sẽ dừng lại và thực hiện ráp ống tay vào, lấy kim khâu lên, dùng kim khâu lên và chúng ta sẽ khâu vào đây, khâu cho ống tay và áo liền với nhau là chúng ta đã hoàn thành xong chiếc áo của mình chúng ta.